Tam thiên vẫn ngậm ngùi cẩn quan, vẫn nhận lời nhưng chẳng chỉ hơi, quyết lòng mở rao dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài đời chân xa, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tính chữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối trong mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, hình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Chúng con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo chúng con. Chúng con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo chúng con. Chúng con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo chúng con. Nhớ lời thành thật này, cầu mong cho tất cả quý vị có năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và nhất là có trí tuệ để tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Mấy hôm nay quý vị hành thiện như thế nào? Sáng nay có mở băng của sư lên nghe, nghe cái băng mà sư giảng ngày hôm đầu đó. Nhưng mà cũng hả? Hồi giờ thì không, 7 lần được hành tiền lần có sư đây thì không thấy gì, chỉ là để người muốn thích ra thở vô. Nhưng buổi sáng nay mỗi lần nhắm mắt là cũng vẫn nghe sư giảng bên này, nhưng bên này mình biết mình không còn ngủ thức, nhưng vẫn thấy người thức dậy, rồi cũng dậy thì để lặp lại, thì cũng để mà hơi thở này đó, rồi nhắm mắt là thấy người, mà mình biết là còn nghe sư giảng bên này. Thấy người là cái gì? Thấy người là những người lao sao, mà không phải người mình quen. Thành ra con biết là chắc là phải. Thường mình nhìn một đề mục chính đó, bao giờ nó có những đề mục phụ kèm theo. Mà anh thua mình chú ý đề mục chính rồi, từ từ đề mục phụ nó mất. Mà hãy mình cố gắng mình chú ý đề mục phụ đi á, thì đề mục phụ nó cần hiện ra rõ nữa. Ví dụ như là bây giờ khi nghe thuyết pháp là thường thường cái chính là hay nhìn thấy mặt sư. Khi nhìn mặt sư rồi đó là mình chạy chỉ chăm chú từng đó thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng á, cái hoa nó đi vào trong tâm mình đó. Những cái bàn đó hay là những cái cảnh xung quanh này. Ví dụ như bây giờ sư nói là quý vị cố gắng nhìn mặt sư rồi, nhưng mà cố gắng làm sao đừng có thấy bình hoa. Là nó lại thấy bình hoa. Cô ấy thấy mấy bóng ma đó, cô nghe tại vì ma nhưng mà đây là người, thấy người nhưng mà ở đây cái đó là đâu. Tưởng tượng thôi. Khi nào có thiệt á, mình để cái máy quay phim thì qua thế. Đóng cửa lại qua thì có ai không? Thì nó quay được đúng như vậy mới là thiệt. Thành ra khi mà thiền đấy gọi là phùng Phật hay sát Phật, phùng ma sát ma. Thấy Phật đây nữa cũng mà đuổi Phật đây, Phật đây. Thấy ma cũng là đuổi ma đây, cái đó là giả hết. Cảnh nó cảnh giả. Thành ra những người Minh Đức Hoa cũng nói cái đó là ma, ma ba tuần. Nó tới nó phỉnh, nó phá mình. Nó giả ra Phật, nó giả ra ma vậy đó. Nhưng mà thiệt ra đó không có ma ba tuần gì cả đâu. Mà do tâm mình đó, nó tạo ra. Cái người nào hay sợ ma đó là người thấy ma.
Người nào theo đạo Thiên Chúa thì sẽ thấy thiên thần, mà người nào theo đạo Phật là sẽ thấy tiền. Và tiền giống ai? Nó giống thằng Nga, giống mấy cái cô tài thật như mình tên là mình đạo ăn mặc như thế nào, toàn là ăn mặc những cái phần mà mình coi trong TV hay không đó. Họ nói Phật là giống ai? Phật rời đời tôi, họ giống ai? Giống một Phật chùa này hay giống Phật chùa kia? Đó là tâm mình tạo thôi. Do đó nhớ là gặp Phật là gọi là giết Phật, gặp ma giết ma. Ha, cái đèn kính của mình là nó cũng mũi chẳng hạn, nó nóng nó lạnh nó cứng nó mềm, mình biết cái đó. Hoặc là chú ý cái bụng, cái đó là cái có thiệt. Dạ. Ừ. Chú ý những gì có thật thôi. Thế còn cái giả hiện nó đủ thứ đó. Người có đức tin thì hình ảnh hiện ra là hình ảnh khác. Người hay sợ ma thì quỷ thì hình ảnh hiện ra khác. Người lo lắng, người buồn phiền là mỗi người có một cái cảnh đó. Ví dụ như chẳng hạn những người mà ăn trộm cướp á, anh nằm mơ đó, ngay nằm mơ cũng hay thấy cảnh sát bắt. Hay là bắt cái cảnh bị ở tù, cái cảnh bị đưa ra tòa án. Thành ra mình chỉ ghi nhận là gì? Ghi nhận đó là mình thiền nhất là thiền minh sát rồi phải không? Là ghi nhận về vật chất. Là mình ghi nhận gì? Lấy cái biểu hiện của nó, mình lấy bốn cái thôi. Đất, nước, gió, lửa. À, mà không... À, nước á, thì khó thấy, bây giờ mình thấy mình chỉ cần cái gió thôi chuyển động được rồi. Với một cái. Một cái là giống như mình nhất ngày tinh, nhất tâm quên là đủ rồi. Còn mấy cái kia khi nào cũng hiện ra thì mình... Bây giờ thương sư, ví dụ mình trải nghiệm mình được mở mắt mình biết là không phải là mình mở mắt ra. Được không? Mình mở mắt ra. Thì mới đầu thì mình còn nghi ngờ, biết có thiệt không? Mở mắt ra, vậy làm sao mình biết rồi, mình kinh nghiệm rồi, mình biết cái đó là giả. Con ngồi ở tại đây, con không có thấy tập trung được. Nhưng mà mỗi buổi tối đi về, đi ngủ đó, thì con muốn thiền làm sao để cho cái sức khỏe của mình đó. Con đã có hai cái bệnh ấy, là đau lưng với đau bụng rất thường xuyên, mà con chỉ muốn chấm dứt cái đó thôi. Thì con thấy là khi nào con làm, con chú ý được về cái chuyện đó, giống như thầy nói là mình phải chú ý đến cái bụng của mình chẳng hạn, thì cái ngày hôm đó là con không có thấy đau bụng. Đó. Nhưng mà về cái lưng á, thì nó ngược lại. Tức là con cố để quán tưởng cái lưng, đất nước, gió, lửa gì đó mà mình chấp để cho mình biết và mình chấp nhận cái đó. Nhưng mà vì mấy bữa trước thì cũng có làm việc hơi nặng. Cho nên là ngày hôm qua đến hôm nay đau lưng dữ lắm. Thì con đang không biết phân biệt được là như thế nào. Là cái hiện tượng vật chất, tức là mình có làm việc nặng nó khiến mình đau lưng, hay là tại vì mình không chú ý nổi cho nên là nó vẫn đau lưng. Bây giờ con nghĩ như này, làm thiền minh sát là để giải thoát giác ngộ chứ không phải để hết bệnh. Nếu có biết vậy đó, làm thiền đấy không phải làm thiền là dạy cho đời để quý vị hết bệnh đâu. Ngay Đức Phật là ngày bị bệnh cũng có một bác sĩ chữa cho ngài mà. Cho đó là ngài ra hồ la, xin có nói là ngài ra khi bị bệnh nặng đó. Các Phật tử tới gặp Đức Phật xin Đức Phật chữa trị cho. Đức Phật nói khi chính ta đang bệnh, ông bác sĩ Chivaka cũng chữa ta mà. Và mình coi trong kinh sách để lại phải không? Là có nhiều làm Đức Phật đi tới bệnh xá ở Chư Tăng. Để săn sóc cho Chư Tăng. Như vậy Chư Tăng thời kỳ Đức Phật cũng phải nằm bệnh xá. Cũng phải có bác sĩ chăm sóc đàng hoàng, chứ đâu phải là hành thiền để mà hết bệnh đó. Cũng như có một lần có người hỏi Hòa Thượng Kim Triệu á, nói bây giờ con bị phong thấp, con đau nhức lắm, con hành thiền con hết phong thấp không? Thì Ngài nói chính tôi bị phong thấp, cũng đau nhức lắm, nhưng mà
bây giờ không biết có lấy cơm nhưng bây giờ chịu đựng được. Mà trước thì chịu đựng khó, khó chịu đựng, bây giờ chịu đựng được. Ngài chỉ nói vậy. Mà thấy là cơm không biết. Thành ra nhớ đó, là mình phải nói là không phải ăn thiền để hết bệnh. Mình đặt mục tiêu mà thiền mà hết bệnh đó. Nhưng khi không hết bệnh mình buồn. Mình cố gắng mình làm sao để cho hết bệnh. Rồi mình đặt ra, nhiều khi mình đặt ra là cái bệnh đó nó do cơ thể thôi. Hay là do tâm tôi này kia, phải không? Thì có những cái bệnh nó do cơ thể, mà cũng có những bệnh nó do tâm. Thưa Thầy, con mới đọc được một cái email của bạn thân ở bên Virginia gửi qua đó, mới vừa nói chuyện với các chị ở đây xong. Ông bác sĩ Trần Đoàn ở bên đó, không biết Thầy có biết không? Ông bị ung thư gan. Mà ông hết sức là tin tưởng về Phật Pháp. Và ông cũng đọc sách tu học, đi thiền hành, làm đủ thứ hết á. Khi mà phát hiện bị ung thư á, thì ông đã có một cái plan đó là xây cái chùa Hoa Nghiêm ở bên Virginia. Thì xây trong dài lắm, mấy năm trời, gần 10 năm trời mới xong. Suốt cái thời gian đó á, thì cái bướu ở trong cái gan của ông á, lúc thì nó sâu ra ở trên cái MRI, lúc thì nó không sâu. Mà ông kinh nghiệm á, là ông thấy là mỗi lần mà ông làm việc nhiều để về cái việc mà xây dựng cái ngôi chùa và đi làm volunteer khám bệnh cho người nghèo, người khổ đó, hoặc là ở Tích Lan, hoặc là ở bên Phi Châu á, thì ông rất là hạnh phúc. Và quả nhiên á, là khi MRI nó không sâu, mấy lần á, là bác sĩ bạn của ông á, là đã định mổ rồi, đưa vô phòng mổ rồi, thì ông vẫn do dự, ông nói là thôi đừng mổ đó. Thì ông nói là không, lần trước nó đã sâu cái bướu to lắm rồi, thì bây giờ là chắc là phải to hơn. Thì cái ngày hôm đó ông vô thì cũng có làm một cái MRI mới. Thì ông nói thôi khỏi cần coi cái đó. Thì tự nhiên là tình cờ đèn điện ở trong bệnh viện nó bị tắt trong vòng vài phút. Thì ông bác sĩ ông phải ngừng lại, không có đẩy vào phòng mổ vội. Thì ông này ông ấy nói là anh làm ơn coi cái MRI mới cho tôi coi sao. Thì lúc mà đem cái đó ra thì không thấy nữa. Không thấy nữa. Tức là từ 2001 cho đến năm nay là 2015. Mà ông là bác sĩ, ông nói là khó có thể có một người nào mà ung thư gan, đặc biệt là gan đó, với cái bướu mà 2cm như vậy á, mà có thể sống được cho đến là mười mấy năm, 14 năm như vậy được. Thì ông mới viết cái bài là ông để làm mầu nhiệm. Mà con biết đó là hai vợ chồng nó rất là thành kính, đi khắp năm châu bốn biển, đi khắp nơi, đi đâu cũng làm phước đức, để là quảng báo tốt đó, đi đâu cũng làm hết sức là thiệt. Và ông hồi trước thì ông là một cuộc đời ăn chơi ghê gớm lắm, sau này là ông hoàn toàn ông đổi hẳn, mọi người các bạn bè đều nhận ra là ông thay đổi hoàn toàn thành người khác. Những trường hợp đó có thể là có những người vì những bệnh rất là nặng, nhưng khi không được chữa trị mình tự động hết còn có, đó là do nghiệp vào. Cũng có thể những cái bệnh mà có những cái bệnh đó là nó do cái sự suy nghĩ nhiều, thế có những khi họ bị thành ra là bị ho lao đó. Rồi suy nghĩ nhiều là bị đau ruột, đau gan. Là khi mình suy nghĩ đó, tâm nó buộc phiền gì ở trong cơ thể nó tiết ra một chất làm cho mình hay có những thế này là kia đó. Thì thế là mỗi người có một cái khác. Thành ra cái đó là mình nói là do mà thiền hay do làm việc thiền hết, thì cũng có trường hợp hết mà cũng có thể trường hợp không. Cũng như thuốc, có những người là phải chữa trị bệnh đó, là phải chữa trị bằng thuốc hết. Nhưng có những người chữa trị thuốc nó cũng hết.
Cái đó là cái trường hợp, những trường hợp đặc biệt mà khó mà nói. Có nhiều người là đau bệnh rất là nặng ở Việt Nam, lâu ngày cái đứa con nó mới về thăm, thăm cái tự nhiên mà mừng con thấy bệnh. Nó cũng có những trường hợp cái đó là rất là khó nói. Nhưng mà nếu mà mình tin tưởng vậy thì mình cứ làm việc phước thiện đi. Nó không được phần này thì không được phần khác. Đấy, khi mình làm việc phước thiện này kia đó thì cái bài tâm mình nó an tĩnh, nó vui. Thì nó cũng có thể tạo ra những chất hóa học mà nó khỏe tích cực, nó giúp cho nó được tốt đẹp. Giống như bác sĩ nó là những người nào mà bác sĩ trị bệnh mà họ không sợ chết á, họ có vẻ vui vẻ chịu đựng á, thì họ có thể họ sẽ sống lâu hơn, bác sĩ chữa trị rất dễ. Còn những người nào mà lo sợ đó hả, lo sợ thì nó bác sĩ nó khó chữa, nó dễ bị bệnh đó. Cũng như có nhiều cái là chết mình do sợ. Sợ. Dạ. Mình tâm một cái thản nhiên vậy nó đã. Mình muốn vậy thì mình phải tập nữa. Năm mình tập cho được. Thế nếu như mình thiền mà hết bệnh, thì tại sao là con của Đức Phật á? Ông mà thiền cái ổng là A-la mà. Ông muốn mấy tuổi chết. Dạ. Ông ví dụ như Đức Phật á phải không? 80 tuổi mất rồi, đáng lẽ làm thiền ngay như vậy là phải là cả ngàn của mình mới chết chứ. Hả? Có nhiều người họ nói tôi không có tin, không thể nào tin mà Đức Phật mà tại sao bị bệnh khích lệ, Đức Phật mà tại sao bị bệnh nhức đầu, Đức Phật bị bệnh đau lưng, đó là con người đó, nó phải có cái bệnh này vậy kia. Mà dù chết sớm hay chết trễ không thành vấn đề, chỉ là coi thử mình có làm cái việc thiện không, nó tu hành trong khi mình làm trong mình thời kỳ còn sống không? Nó sống thật nhiều mà làm điều tạo ác cũng không có. Còn cái đó nó chi phối bởi nghiệp. Có rất là người rất là hiền, à, thì nhiều lắm mà họ bệnh hoài. Còn có nhiều người làm ác hết chứ là mạnh mạnh hết chứ mà. Có bác sĩ đâu cũng nói rất thành thật đó. Ông nói mỗi lần mà ông đi làm việc thiện á thì về á là khi cục bướu nó vẫn to như thường, nhưng khi thường còn to hơn nữa. Mỗi lần mà đi vậy tại vì stress trong cái chuyến du hành với lại là làm việc nhiều quá đó. Nhưng mà rồi tự nhiên nó lại biến mất một cách bất ngờ, không biết là tại sao. Và mỗi năm á ông lấy 1/4 cái income của cả gia đình á để làm việc thiện, năm nào cũng vậy hết. Ông cho rất là nhiều. Mà ông có bị nghèo đi không? Dạ không. Dạ. Như vậy thì mình nói gương của ông mình thấy không? Mình cho 1/4 mình vẫn sống được như thường. Dạ. Cũng như bây giờ cái vị thấy không? Không nói gì cho những người tin lành, người Thiên Chúa, hay là những người đức đi, thì bắt buộc là mỗi em mỗi tháng họ phải trừ ra từ 7-10% lương. Mà họ vẫn sống được như thường gì đâu. Số tâm mình đó. Bổ thí chừng nào thì mình lại được thì nó. Người là chết thấy cũng có cũng để lại số tiền. Mà con cái mình nó đâu có cần cái tiền đâu. Mình ra như mình qua mình á, mình qua đây. Mình làm sao bằng con cá mà đẹp, phải không? Nhưng mình vẫn sống được như thế mà. Mình thua cái tâm mình á, mạnh hay không? Còn nó còn nhiều cái lý do để bào chữa để cho cái không làm việc thiện. Thì là, anh cho mình biết cái kinh nghiệp. Mình có thể hy sinh một chút ở đây. Mình được cái gì khác. Mày cao lên nữa thì nó không cần nghĩ đến là tôi bố thí mà được cái nghiệp gì cả, mà cái tâm tôi thích bố thí, không tôi muốn cho ra, tôi thấy tôi thương người ta, tôi giúp không. Nhưng mà thường thường giúp cái tâm mà biết có nghiệp có quả đó thì cái phước nó mạnh hơn, chú tâm mà không tiếp về
bố thấy là nó giúp đỡ người ta. Còn mà bố thấy giống tâm mà tâm như thường vậy thôi đó thì nó cũng không có mạnh. À, ví dụ như mình cho một người mà cái khuôn mặt của mình á và thương người đó, nó muốn cho người đó nên là được hạnh phúc thật sự, những người mà nhận được họ thấy là vui lắm chứ, phải không? Còn cho giống như kiểu giống như là cho mình mà không có một chút tâm nào đâu đó thì họ cũng thấy là vui. Bây giờ làm sao đó, mình cố gắng mình nói là làm sao để tôi hành thiền, để tôi thấy được là thân tôi lúc đó như thế nào. Khi nào mà tâm hiện ra mình biết tôi thấy tâm tôi lúc đó như thế nào, rồi tôi thấy nó hiện ra tâm tốt tâm xấu gì nó đến nó đi. Rồi tôi thấy cơ thể tôi đó nó có đau nó nhức nó thế nào đó, rồi nó cũng tới nó đi, chú ý sự đến đi của nó. Mình đã làm xong cái nhiệm vụ. Thành ra sư đó thái độ của ngành thiền đó, nhớ để ngành thiền với mong cầu muốn nó thế này muốn nó thế kia là tâm tham nó vào. Thành ra cái đó chứ ví dụ giống như đạo diễn làm đạo diễn cho cái cơ thể mình, cho tâm mình. Cái thứ hai mình không làm điều đạo diễn, mình làm khán giả, mình nhìn làm khán giả đó thì nó nhìn cái gì nó phải hay phê phán. Khán giả đi qua vở tuồng phê phán nè, phê phán vở tuồng hai tuồng dở nè, rồi người đóng tuồng như thế nào, tài tử thế nào, minh tinh thế nào, đó là không làm cái thái độ đó. Cái thứ ba đó là thái độ mình như máy chụp ảnh hay là cái máy quay phim, mình thấy cái máy này nó có buồn vui gì đâu. Nó làm chuyện cái gì là nó chuyện chỉ nhìn vào nó thâu rồi mình nhìn kỹ qua mỗi giây ra nó thâu biết bao nhiêu, và cái trước khác nó sau trước khác sau. Thì nhiệm vụ mình là quan sát một cái giây không là đổi nhất thiết quả, chứ đâu có phải đạo đuổi tâm xấu đi đâu, không nói đuổi tâm xấu đây, cũng không nói là tạo tâm tốt đâu, nó cứ quan sát để thấy. Mình không hiểu người nào mà cứ quan sát này nó cho lâu rồi mình hiểu. Mà mình phải có thêm cái trí tuệ như Đức Phật. Chứ không có nhiều cái là bị nghiệp lực nó chi phối mình không biết được đâu. Cũng như mình thấy người đó, ai cũng chê trên, không bằng mình tôi chê mà ai cũng chê. Nhưng mình chính có thể cái nghiệp mà họ nhạy. Cho nên bị nhiều người chê lắm. Làm gì cũng bị người ta chê trên. Họ, tại vì cái nghiệp họ dạy cho nên người ta chỉ thấy khuyết điểm của người đó thôi, còn cái ưu điểm mà không thấy. Vì như mình thấy cái người đó biết người ta xấu nhưng mà mình thấy nên tội nghiệp cho người ta, nên thương hại tội người người ta như vậy đó. Thì lúc đầu vậy đó, lúc đầu mình thấy người xấu là mình theo họ, ví dụ tâm mình xấu thấy người tốt mình theo, nhưng về sau mình tu hành rồi đó mình khen người tốt, bắt đầu mình chê người xấu, lại ghét người xấu, rồi mình thiền tu thời gian sau đó mình khen người tốt mà người xấu mình tội nghiệp mình thương hại. Còn trên thời gian nữa mình thấy này, người tốt nó là người tốt, người xấu nó là mình là người xấu, thương hại chi cho mày, không có thương hại nữa. Thương hại tâm nó bị đau. Thương hại là mình dính mắc tình cảm. À. Không thể tội nghiệp cho người ta xấu như vậy ta. Không cần tội nghiệp nữa, mình biết họ xấu. À, họ xấu. Thì bây giờ là mình thực hành qua hành động mình. Thấy khuyên lên cho người ta. À, khuyên lên trực tiếp, mình thấy không được. Mình khuyên lên gián tiếp. À, rồi mình phải có tâm xã, mình biết là tôi muốn nói cho nghe. Nhưng mà nghe không là tùy theo nghiệp của họ. Bây giờ Phật, bây giờ những cái có Phật nữa, nó họ cũng nghe lắm nghe. Thì nó có tâm xã vậy. Tâm mình đừng có rung động, cái gì chẳng hạn như mình thấy tội nghiệp họ. Tất nhiên là tâm sân khởi sinh đó. Tâm là vẫn là thanh thản. Nhưng mà mình thanh thản phải mình bỏ lơ, giúp đỡ. À.
giúp đỡ nó gọi là rất là tự nhiên, không có đau khổ theo cái người mà mình làm giúp đỡ. Có nhiều người thấy người khác khổ quá, ví dụ đi về Việt Nam thấy họ khổ quá, mình cho hết tiền là bao nhiêu đồ đạc thì mình cho hết rồi, rồi về nhà mình nằm khóc tội nghiệp của con, không cho hết đồ đạc mình là đủ rồi, à, mình phải thương một chút xíu chứ, mình khóc gì, khóc là sân, tâm xấu. Bạch thầy, nếu khi mình tu đến cái mức như vậy á, thì cuối cùng là mình có còn cái gì không? Mình trở thành một người rất là thản nhiên trước tất cả mọi chuyện. Ngay cả cái tâm cũng không còn nữa hay sao? Tâm mình vẫn còn chứ. Cũng như Đức Phật đã hỏi Đức Phật là bây giờ năm hành thiền để mình thấy tất cả đều là đất nước gió lửa, phải không? Như vậy Đức Phật cũng thấy mà sự vật đất nước gió lửa, vậy ngay ngay thương gì? Nhưng ngài nói Đức Phật thương chúng sanh nè, khi ngài thương chúng sanh ngài thương theo tục đế, cũng là con người đàng hoàng. Ngài sống trong quốc gia ngài cũng là một công dân thì ngài cũng có tục đế, rồi có cha mẹ ngài cũng làm bổn phận. Ví dụ chẳng hạn như cái giáo tục đại của Ấn Độ đó, thì xưa đó cha mẹ mà chết đó, con cái phải khiêng quan tài, ngài vẫn khiêng quan tài như thế không? Thì ngài là càng cũng làm theo tục đế vậy, mà cũng ngài cũng thương chúng sanh, cho nên như ngài cũng qua tất cả chúng sanh để đắp nước lửa thương gì? Thành ra có khi ngài dùng cái tục đế, có khi ngài dùng cái tục đế. Vậy thì khi một người muốn xuất gia đi tu mà người đó là người con độc nhất của hai ông bà cụ già rất là yếu, người đó đi tu thì như vậy là như thế nào? Có một lần nào cũng có một ông kia mà muốn đi tu lắm, nhưng mà không có tới nói Đức Phật nó gặp ngài không muốn tu đâu. Nhưng bây giờ con chỉ tu ở nhà là thôi, cha mẹ già yếu, con phải giúp đỡ Đức Phật khen. Thế còn nó đã không đi tu rồi mà không giúp đỡ cha mẹ nữa, nó mới chuồng rồi còn nó thì nói không chịu đi tu nó tòa nhà tôi giúp đỡ cha mẹ mà rốt cuộc chẳng giúp đỡ gì. Cũng như sư xem gặp cái ngọc trò giảm con mới đẹp cho nên tàu cái thời gian sau đó thầy thời kỳ trước là chưa có gì về Việt Nam đó, sau nên nó có về Việt Nam, về Việt Nam thấy cha mẹ nghèo quá, nói thì sao con muốn hoàn tục luôn đâu, con chỉ xuống hoàn tục một vài năm về làm có tiền cho cha mẹ rồi á thì con sẽ thu lại. Nhưng mà nó về có 3 tháng rồi, không biết nó có giúp cha mẹ không? Mà thấy ba đứa, dừng ba cột. Ông đi chơi. Đi chơi. Mấy người đó chưa được bao nhiêu. Chỉ có một cửa bây giờ. Nó về, chỉ hỏi nó bây giờ con về con cần bao nhiêu. Nó nói con chỉ và cần về con làm cho được 10.000 đồng thôi. Con giúp cho cha mẹ con, một tuần nữa. Để mới làm 3 năm. Cho được bao nhiêu rồi, nó giờ là con cố gắng mới được có 5.000 mấy. Thì nghe sư biết thằng này bây giờ là nó được rồi. Vậy bây giờ con cứ nghe sư hả, con tu lại đây. Con thiếu 4.000 mấy sư lao cho. Vậy có ngại cho ta không? Nhưng mà trong buổi xuất gia phải nói đó, người ta cúng cho hết 3.000 rồi. Người ta thương, họ cảm nhận em thương. Thành ra đó khi mình thương cha mẹ mình phải ví dụ như nhà mình nói là tôi chưa tu được từ nhà tôi giúp đỡ cha mẹ thì phải giúp đỡ thật sự, không? Dạ. Nhưng mà có một lần là cũng có ông kia ông cũng đòi hoàn toàn sợ hãi là sao, rồi ông cũng nói lý do này lý do kia, cái sợ hãi có lý do gì khác không, hay là tất cả những lý do này lý do chính
Nó dạ con có lý do khác. Nó vậy thôi. Có lý do khác thì tại sao nói cho sư lý do đó. Mà cái đi nói lý do phụ không à. Để cho kêu chứ cho mẹ. Thành ra nhiều khi có nhiều người họ tới họ nhờ mình cố vấn cái này kia đó. Mình coi thử họ có thật lòng là họ nói những yếu tố chính không. Nhưng nhiều khi họ nói cái phụ thôi. Cũng có nhiều người nè họ tới hỏi ý kiến mình, nhưng mà không phải hỏi ý kiến đâu, họ tới họ coi thì mình có đồng thuận với ý kiến họ không. Nếu mà đồng thuận ý kiến họ đó là nói ý kiến của mình đó, sao làm là nói ý kiến của sư nó vậy đó, thì cũng đúng, ông sư cũng có ý kiến, nhưng mà họ có ý kiến trước họ rồi. Thành ra nhiều khi mình không có chừng ha. Thành ra nếu mà càng mình nói là một thật khuyên thì chứ tăng bắt buộc như vậy đó, nếu làm điều đó thì nó sẽ nhìn thấy thế này kia, nó làm điều kia nó sẽ như thế này, thế này thế kia, rồi quý vị tự do quý vị quyết định chứ không có ai ép buộc. Bây giờ cái điều quan trọng đó mình phải tinh tấn, mình thực hành hàng ngày. Mình nói ví dụ cho này nó bốc bước vặn tay này, có thể vặn ha, mình chú ý cái tay mình nắm đó, đỏ đàng biết đỏ. Tay này mình không chịu chú ý, cái có thể chú ý mình chưa quen đó, thì mình làm gì mình chú ý hết thế thôi, đến khi mà mình có thể làm sao mà có thể hỏi, có thể nói lại khi tôi nắm cái bể như thế nào là nghe tiếng động được rồi, tâm tôi nó thế nào là ghi nhận hết. Dạ, cả ngày như vậy nhé sư. Tất cả ngày như vậy. Cái gì mình mong chú ý. Cũng phải chú ý thôi. Mình chánh niệm là, mình chánh niệm vậy phiền não nó không có vào. Lo chú ý cái đó là suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, lo lắng là chuyện không có vô. Còn tại vì mình để tâm thất niệm. Nhưng mà lúc đầu thì hay quên. Nhưng hay quên thì nhiều khi mình có thể nói quên. Nhưng mà sao nữa? Khi mình nói quên như vậy đó, tự nhiên mình nhớ rồi. Thì khi đó mình nói mình đúng thời là mình nói là vừa rồi tôi quên. Bây giờ tôi nhớ. Cho nên là không cần nói chuyện đó nữa. Khởi đầu đó, mình nói vậy để nhắc nhở. Nhưng mà nhắc nhở nó có lợi lắm. Để mình tự nhiên đọc ra đầu mà nói sau ngày này mình nói chủ quen nhiều lần quá ngày, tôi bây giờ tôi cố gắng để làm sao để tôi bớt quen. Cũng giống như là bây giờ chánh niệm đó, nó đi kèm theo cái trí nhớ đó, thì cái biết á, mình biết. Thế sư vậy là ví dụ nếu mình chánh niệm ngay thì mình, nhưng khi mình đâu có nói chuyện với người kia nè, mình nói chuyện, mình biết mình nói chuyện. À, quên mà biểu tình chuyện, chứ không phải như khi mình nói chuyện hoa cả ngày đó mà quên mất tiêu, không biết nói chuyện. Thành ra nói chuyện mà còn biết như nhớ nè, như nhớ trong thập thiện hả, về cái khẩu nó tính tới 4 lần đó. Nói chuyện thứ nhất là nói lời chân thật, thứ nhất. Cái hai đó là nói lời đem lại sự đoàn kết, đem lại sự yêu thương của những người khác, chưa kể lại thương mình. Thứ ba là nói lời thật êm dịu, không có cọc cằn thô lỗ. Thứ tư, nói gì có ích á. Nhiều khi mình nói thật, mà nó không có ích gì hết. Cái chuyện không có ích mình nhiều lắm. Đức Phật á, là bảo mình á, khi mình thiền ăn ít, ngủ ít, phải không? Nói ít. Nhưng mà Đức Phật nói là nếu mà đi nói chuyện ba giảm, nó là lao tới đấy đó, không có lợi chị.
Đức Phật nói đi ngủ đi. Đi ngủ đi có một lợi không? Mình ưa nói kể chứ tật làm. Chuyện gì? Đi ngủ. Đức Phật nói tụi bài phải không? Thế nên nhiều khi mà trong điều kỳ nhà người mà làm nói chuyện cho nó đi ngủ đi. Nói này nhắc vậy nào hiểu rồi. Mà tại sao người ta lại thích nói nhiều? Cái bản thức người ta thích này, thích ăn này, à, thích ăn, thích uống này, thích nói nữa. Nhìn mà không nói cũng nhiều khi khó chịu lắm chứ mà dạng đó. Tại vì nó cũng có nhiều khi khởi từ cái tâm trung tâm đó. Nó muốn chia sẻ cho người khác chuyện này chuyện kia. Mà nói mình nhớ nói nhiều khi nó cũng lệch cho này. Mình nói theo cái ý của mình như vậy là tốt đó. Có nhiều người họ đâu chuyện này đâu. Còn cãi à. Không nói theo cái ý của mình. Mà nhiều khi họ cãi là cãi cho ra lẽ. Thế chưa chắc là chống là mình. Rồi cũng như ngày xưa chứ nhớ sẽ có người bà. Nó lái xe chạy xe đi đó. Rồi nó mỗi lần nó ưa sang lên nó cũng sang cái nhanh rất nhanh. Không sang thì từ từ sang thì nhẹ nhẹ. Cái xe cũng nói này, mình sang thì từ nghe. Không có nhiều khi mà nhìn kỹ làm sao nó lên nó tâm mà không lên từ từ rồi nó cãi chứ nó xong anh nhanh vậy đúng không hiểu nhưng mà nói là nó phải chống như vậy đó nhưng mà sao nó lại tới nói như vậy nó cũng tại mày tao bị cảnh sát á mà tại sao tao nghe thôi mày tao lấy tao sang lên chậm á rồi tới đó bắt thằng tao hỏi lỗi gì nó nói đáng liền tao chẳng biết đáng liền là gì nữa tao về tao qua trường điện tao biết là đi hai nhà nó đúng rồi ta mình sáng chồng cũng chồng tôi vừa đó chứ nhưng mà rõ ràng nó nghe mình này ra mà bữa đó nó cãi không nó cãi nó cãi ưa cãi người có người ưa vậy đó nè mình có thử này có nhiều khi mình làm vấn đề gì phải không mình làm vấn đề đó cái người kia họ cãi nhưng mà nhiều khi mình nếu mà có dịp chú ý cũng là bàn lúc cái vấn đề đó họ lấy cái ý kiến của mình ra để họ cãi người khác đó. Thành ra con người ta nó kỳ lạ, nó không chấp nhận là nó phục người khác. Người ta nói đúng, mà trong bụng nó biết đúng là một. Hai thứ hai nữa, nó cũng hỏi thêm nhiều lần để cho nó rõ ra. Thì có trong chuyện Mi Tiên Quán Đáp đó, thì vua Milanda, vua thấy cho vua hỏi nhiều ví dụ lắm. Nói ví dụ này rồi vua hỏi thêm nữa nó cho thêm ví dụ nữa là rồi cái rốt cuộc nhà vua nói là ngay cả cái ví dụ đầu tiên ngài nói con hiểu rồi con muốn làm cho sáng tỏ ra để những người khác cùng nghe đó. Thế nên con hỏi thêm bây giờ con nhớ thêm này tại sao trong kinh nó này đây là con đường duy nhất để thanh lọc chúng sanh, phải không? Chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Rồi này các tất cả tỳ kheo trú trong thân, quán sát thân, có nghĩa là khi muốn quán sát thân là phải ở trong thân đó, à, nằm trong cái đề mục đó mà quán sát. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Tinh cần tức là tinh tấn đó. Nhưng mà tại sao mà suy dịch thì tinh cần? Bởi vì trung kinh dịch đó, thường thường nó tinh tấn đó, là nó không có chữ là cố gắng đó, là viriya. Có nghĩa là cố gắng làm điều ác. Có cố gắng không? Có chứ. Làm ác cũng cố gắng. Cũng là cố gắng làm việc thiện. Nhưng mà cái thông kinh Đại Năng Xứ Đức Phật sử dụng chữ tinh cần á, bởi vì trong kinh Đại Năng Xứ dùng cái chữ không dùng chữ viriya mà dùng chữ atapi, có nghĩa là
tinh tấn đốt cháy phiền não. Hai cái thành ra cái đó mình có thể gọi là mình tinh cần hay là mình nói nhiệt tâm ha. À, nhiệt tâm à, thiệt sự đó, nhưng cũng như cái dùng trình trường chữ chưa đúng, nhưng mình nói là gì, mình nói là à, cố gắng mình để đốt cháy phiền não đó. Thành ra cái chữ nghĩa đó nên hơi khó. Bởi vậy cho nên khi bây giờ mình nói vậy, để cho sư đồng vốn âm nhạc là biết đúng thần khẩu ý thức bản ngã không sao để mà nó biết hồi nào sư đồng vô là sư mới nhận mà dân thì sư mới uống được không nên là xin cho bản con mặt ngày xưa đó ha. Khi mà không có vấn đề dân xưa thời kỳ Đức Phật đó, lúc đầu thì người ta chỉ mời thôi. Có một lần nọ cái bà nó mời mà chỉ tăng tới mời thôi, mà có một bữa nè có lại bà cũng muốn kỳ giỏi vậy đó, bà muốn là chỉ tăng làm lễ rồi bà ra bà dân cúng thực phẩm là qua chỉ tăng ăn, chỉ tăng biết cũng ăn như ngày thường vậy đó, thì bà giận lên bà la lối mà làm kia nó phẩm giận luôn. Như vậy á, khi nào dân tận tay á mới được ăn. À, thành ra sau này này cứ thành cái luật phải dân tay, dân cầm tay thêm cái nữa là để cho ông sư ổng không có đi nấu nướng được, ổng bớt cái nấu nướng này, phải không? Ổng nấu nướng. Tại sao lại phải bớt cái đó đi? Thấy mình tự nấu nướng mình là tham ăn lắm, mình muốn nấu thử cái món của mình. Còn đây là ai cho mà gì ăn cái đó, mình coi như là mình dễ nuôi đó. Một, hai là không dính mắt, mình coi thực phẩm giống như là thuốc, là thuốc vậy đó. Thì cái dân nó cũng có thêm nữa, có một người đó học dân cái mỗi nồi to quá đó, ông sư nhận, tức là ông cũng té, mỗi người nó cũng té luôn. Cái phần là dân cái gì, nhẹ nhẹ không được lấy quá, có một người vừng thì không được lấy. Giống như là chú gì dân một hai trái, được dân nguyên nào để cắt, chú nằm quá. Với là thêm phần đó, là nhiều khi phải cắt nhỏ ra, giống như là có những cái mà có hộp ở kia, dân trong ngày xưa đó, phải cắt ra, tại vì thời xưa đó thì Đức Phật nó cái cây trái nó không có biết, phải không? Không có tội lỗi gì trơn, mình chặt cây chặt thôi. Nhưng mà thật thời kỳ đó là theo cái đạo Bà La Môn đó, nó nói là người nào có đạo đức là không chặt cây chặt thôi. Mà họ ăn á, họ tránh ăn cái hộp nữa, cái hộp có thể trồng lên được. À, cho nên ông sư là đúng là ví dụ như là ngay cái ớt mà dân ông sư đó, mình đại cái hộp ra, cái hộp nó còn lên. Cái hộp nó cay quá nữa. Hả? Cái hộp nó rất là cay. Nhưng mà theo người Tàu đó, nó là đừng ăn hộp ớt. Hộp ớt nó đau tử. Đau ruột tại vì nó vô nó là dính ở trong cái ruột đó. Cái ruột nó đau ớt cũng có cái axit á. Tư sư con cho con hỏi, con thắc mắc. Ví dụ mình thị, con hay gặp bị sư thức thực. Thì con dân cũng, nhưng con thấy bên này sợ người ta tư nhân tiền không ạ? Thì mình cũng muốn mua lại, nhưng mà nghĩ nhiều khi nó hư. Thế nhưng phải là thực tế hay là tốt nhất là mình nên cũng dương tiền hay là mua thức ăn?
Thì cái cúng dường tiền đó là cũng do nó phụ tử là đại hành đại ngày. Nó bây giờ đồ ăn nhiều quá đi, mấy xe ăn không mấy, có nhiều người tới là dân dân tiền. Thì nếu ông sư đó mà được học dân tiền, thì bây giờ ngày xưa đó, khi mà khi học dân tiền đó, cũng sẽ có một cái người mà gọi là người Campia đó, người ta phải giữ tiền. Nhưng bây giờ làm sao có cái người đó? Rất là khó. Cho nên nếu ông sư mà bây giờ giữ tiền thì mình muốn đỡ phạm giới đó, thì mình biết này, cái tiền mà dân ông sư đó khi ngày xưa đó họ nói này, con dân đó, thực phẩm thì cho tâm, dân thuốc men, thứ ba là cái nhà ở, và thứ tư đó là y áo. Thì ngày xưa sinh dân đó, họ dân như vậy nó là tứ vật dụng đó. Họ sẽ đưa cho một người cư sĩ giữ. Và khi nào vị sư mà cần bốn món vật dụng đó thì mà ông sư nói. Thế nhiều khi mà họ nói là dân nhiều thứ mà bây giờ ông chưa cần dùng, mà có nhiều khi cần dùng rồi đó thì là không có mà dùng, cho nên là dùng cái tiền. Dạ. Thì đó đó, ông sư để biết là dân cái này dân tứ vật dụng chứ mình. Cho nên khi có tiền là mình phải dùng tứ vật dụng chứ không phải mình dùng cái đó mình xài phí nhiều quá. Rồi cũng có nhiều người đó hả, còn ông sư khi nào thiếu thốn đó thì vị sư đó thì chỉ có thể xin những người bà con mình thôi, không được xin thiền tín. Cho nên nhiều thiền tín á thấy ông sư nó không có bà con gì cũng tội nghiệp, phải không? Mà bà họ cũng muốn đóng vai trò giống như mình là bà con thân quyến của ông sư. Những người những phật tử đó, nhiều người thương ông sư rồi thương như là thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ vậy đó. Thành là họ có thể tới nói là bạch sư, con xin dân tứ vật dụng cho sư. Khi nào sư cần gì thì xin sư hỏi con. Thì khi họ nói vậy đó thì ông sư phải theo luật. Thứ nhất là nhớ rằng là lời yêu cầu của họ chỉ có giá trị 4 tháng thôi, chứ không phải cả đời đâu. Cả đời như vậy họ biến thành họ giống như mất nợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, ông sư mà khi thấy họ như vậy rồi, mình qua thử, có thể trong vòng 4 tháng là họ nghèo đi làm sao? Mình thấy nếu họ nghèo đi, không được hỏi xin. Chứ không phải nói là xin là cứ được 4 tháng. Nếu mà cái luật mình để cứ khư 4 tháng vậy đó, thì có nhiều người là họ hứa dân rồi đó. Rồi trong vòng 4 tháng nghèo, không dám tới. Nó tới rồi, ông sư xin rồi, tôi lấy gì mà tôi cho. Thêm nữa, cái phần đó, ngay cả những người giàu có mà mình thấy mình cực chân đã, mình xin cho mình xin nhiều lần quá đó, người ta cũng ghét mình đó. Xin nhỏ nhỏ thôi, mình xin nhiều lần họ cũng ghét. Chứ mình thử qua đây, làm qua đây nè. Bây giờ mình ở nhà, mình đừng có hành tỏi, đừng có mua. Cứ mỗi ngày chạy qua hàng xóm xin, nhà nào có hành tỏi. Ngày nào con xin giờ học có ghép mình đâu. Đức Phật ngài rất là tâm đế, thế là xin ca gì mà cứ xin lắm quả lắm mà. Thành ra mình muốn người nào mình đừng tới nhà mình nữa, cứ gặp họ là xin quà đâu, mà không thèm tới nhà mình. Sợ quá, sợ. Mà giàu có đó mà cũng chịu được đó mà xin quà. Bây giờ cho nên đó, cố gắng tập đừng có xin cái gì qua, xin cái gì qua, xin nhiều làm một ghép lắm đó. Mà có nhiều khi mình xin nên xin mà không cho, mà cái năng nỉ hoài đó, nỉ hoài đó, rồi nó thôi, bạn nó nỉ qua thôi cho mà cho rồi. Như vậy là có phải giống như mình đang cấp không? Mình tiếc quá rồi, cho mình học mà họ không có bằng lòng. Việt Nam nó như là thí của hồn cho rồi. Đó, cái gì phía dạy đó thì mình đừng có làm. Thành cái mình sống đạo đức á, những cái nhỏ là mình tập trong trí tuệ. Bây giờ trở lại xem đó nè, thì khêu, tinh cần, phải không? Mà là phải đốt cháy phiền não. Vậy thì bây giờ có một người nào hỏi, nó thằng nó trộm á, nó đi vô nhà, nó vào
Đúng không? Ăn chánh niệm không? Chánh niệm chứ. Ta niệm, tốt rồi mình có làm chưa? Chưa. Nếu mà nó tốt rồi cũng chưa làm, suy nghĩ tiếp. Đúng thời đúng lúc. Không đúng thời đúng lúc cũng không có được làm. Ví dụ chẳng hạn có một một người mà tới nhà một người bạn chơi, thấy ông chồng nó bà vợ gì cũng chỉ trích gì đó, chỉ trích đúng lắm, bà cãi gì, bà trách bà cãi. Thì lát hồi rồi bạn và bạn đó nói là khi nãy tôi nghe nó nói nó đúng chưa, sao mà chị thấy không, chị có phải giận dữ vậy? Nói là tại sao trước mặt tôi, trước mặt chị ông nhớ chị trước tôi không làm ông phải nghĩ tôi cũng sợ mất mặt chứ, phải không? Thành như vậy đó, ông nói đúng mà không có đúng lúc. Đúng lúc muốn chỉ trích ai đó hay là gì đó thì chỉ trích một người đó thôi, mà chỉ trích không đó thế còn phải nói thế nào, đúng lúc là thế nào, thế còn đúng lúc để mình người đó nghe không, phải không? Là một mình người đó mà đúng lúc là đúng lúc với mình nữa, là coi mình có còn giận không, mình giận làm nói là có đúng lúc không? Không, mình giận làm nói tầm bậy, không sân, nhiều khi mình nói tầm bậy mình sân đó, đúng đó. Sao khi nãy sao tôi khùng, tôi nói tầm bậy quá. Chính mình ta chơi hết mình cho phải ai nữa đâu. Thành ra thứ nhất là phải việc nó tốt mới làm. Ai đúng thời đúng lúc. Đúng thời đúng lúc làm chưa? Chưa nhiều khi hả? Nhiều khi cũng chưa. Nhiều khi cũng chưa là sao? Đúng thời đúng lúc, nhiều khi cũng có một lý do gì đó. Thế giờ đó, không nên làm. Gì? Hả? Phải hợp, bây giờ nó nằm trong hoàn cảnh, trong cái lĩnh vực của mình không? Trong cái nhiệm vụ của mình không? Chúng ta lúc mà không nằm lĩnh vực trong nhiệm vụ của mình không làm. Ví dụ chẳng hạn một người mà họ lo cho chồng họ, lo không chu đáo. Rồi mình chỉ với họ nó là phải như lo thế này kia. Như vậy có phải là cái trách nhiệm của mình không? Không, cái đó là nhiều chuyện đó. Không hỏi mình nói. Không nằm trong lĩnh vực mình, đừng có làm. Không nằm nhiệm vụ mình, đừng làm. Thứ tư, làm mà mình qua thử đó. Mình có trí tuệ không đó. Mình có bênh vực mình không? Mình có tự ngã không đó không? Thôi suy vậy, nhiều khi mình á, mình hăng hại và muốn giúp một người nào quá mà mình cũng không nên. Nhiều khi có những người á, buôn bán không có tiền mà thấy cái người muốn giúp, thôi tôi trả credit card, tôi giúp vào bà này, thì sư phụ là mấy người mình không nên, lúc mình không có tiền là không nên mượn tiền để mà đi cho người ta. Như vậy thì sư thầy sao? Nhưng mà nếu mình mượn tiền mình trả được thì cũng nên mượn. Còn mình biết là mình mượn tiền mình khó khăn quá. Khó khăn thiệt, không có tiền đâu. Nhưng mà tùy theo tâm mình mạnh ở nhà. Cái tâm mình nói là mình khó khăn, nhưng mà bây giờ thấy cô đó khó khăn nhiều hơn mình. Cũng có thể còn trả được, cũng có thể không trả được. Nhưng mà tới mức chừng mức nào, ví dụ chẳng hạn, bây giờ họ mượn mình 5.000. Nhưng mà mình hẹn họ, mình nói là nhớ đó, một tháng là phải trả lại tôi, từ cuối tháng này tôi phải dùng 5.000 tôi làm gì đó. Thì bây giờ mình qua thử, nếu mà cuối tháng mà không trả được thì mình phải có gặp khó khăn không? Khó khăn thì nếu mình thấy khó khăn thì đừng có làm. Còn mình nói nếu như mà họ trả được 2.000 thì được á, thì thôi bây giờ mình cho mình 3.000 thôi. Thành ra cái đó mình phải khôn ngoan. Đức Phật nói là người đàn bà khôn ngoan nhà là
biết nên cho mượn bao nhiêu, ai cho mượn, ai không cho mượn, mình phải có trí tuệ. Cái ngay cả mình khen che thì mình phải có trí tuệ. Có nhiều khi mình thấy họ làm được tốt, mình khen đó một vấn đề gì, cái tâm mình nói là tôi khen vậy đó để họ chứng, cho chứng tỏ tôi cũng là người thiện, cho nên tôi mới khen người thiện. Mấy người mà ác đó, tôi phải chê mấy người đó đi để họ học cho tôi biết, họ biết tôi đó là tôi là không ác đâu. Nếu tôi ác tôi không có chê mấy người ác đó, tôi về phê ác nó cũng có cái đó. Thành ra mình làm sao cái tâm thật không thật, đưa cái ngã cả nhiều khi mà quyết định được gì là nhà kia cũng vậy. Ví dụ như là sư đó cũng chỉ có hai sư cô đó, sư cô nhỏ của cải gọn, sư cô đó ông nào hết chứ. Rồi đến khi sư ra sư nói là nó là này hai cô mà sao đừng có cải gọn nhiều, phải không? Mà sao là đừng cãi nữa. Ví dụ như nói nhỏ nhẹ nhau, nhưng mà cô nhỏ này là cô nhỏ họa người ta mà cô cãi quá, à cô phải đi xin lỗi đây. Cô nhỏ nói dạ con không xin lỗi đâu, con xin lỗi là làm cho tự ngã của sư cô lớn đó, của gia tăng lên. À, dù cái sư nói cô công nhận cô có từ bi, có từ bi, tâm từ bi, cô sợ xin lỗi làm cô nó tự ngã lên cao. Nhưng bây giờ cô qua lại tâm cô đây, có phải cô tự ngã cô cao quá cô không dám xin lỗi, hay là cô thương cô kia cô từ ái, à, à, tại mình từ ái từ ngã mình nhưng mà cái tâm mình nó dậy nó bao chữa, cho mình vậy, mình nó biết, nó biết là mình thắng được là mình đi xin lỗi, cái đó là mình mới thắng. Chịu nhục chút xíu ha, chịu hạ mình chút xíu mình làm được đấy, cái đó là cũng là cái khó chứ phải không? Nhưng mình làm được thì làm đáng mình làm được. Thành ra cái chữ gọi là tỉnh giác đó có bốn. Thứ nhất là làm gì đúng mình tốt mình mới làm. Cái thứ hai là phải đúng thời đúng lúc, à, đúng thời đúng lúc với người người đó và đúng thời đúng lúc với mình. Thứ ba anh nằm trong lĩnh vực mình, trong quyền hạn mình. Thứ tư làm không có tôi ta trong đó, có trí tuệ thì nó phải bốn cái. Nó nói khi mình làm thiền thì mình quen cái gì mình làm mình phải đi theo có tỉnh giác là mình biết cũng như mình nãy giờ nghe sư nói là cái việc có chánh niệm, phải không? Nhưng bây giờ cái việc thêm chữ biết rồi đó, biết được nghe nè, có phải nghe rõ hơn không? Không biết mình được nghe, còn khi nãy mình chỉ theo dõi thôi, mình thiếu cái chữ biết đó là gì biết đó. Ví dụ có trở chân, còn phải biết. Làm gì biết rồi. Thì chánh niệm nó phải đi liền với tỉnh giác, phải không? Mà tỉnh giác nó phải có bốn yếu tố vậy. Mà cái thiền đó là đầu tiên là phải tinh cần hay nhiệt tâm, phải không? Rồi tỉnh giác, chánh niệm, ba cái vấn đề với nhau. Mà càng ngày mình phải như vậy đó. Cả ngày cũng vậy, bởi vì nếu mình không có như vậy đó, khi nào mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác đó, là si mê nó đến, là không có trí tuệ. Tôi bây giờ hỏi, nhưng trước sư nói nó có lúc nào mình cần không có trí tuệ đâu, nên lúc nào phải chánh niệm. Còn nó có nặng nữa, có lúc nào mình cần ngu đâu, không có trí tuệ tới ngày ngu giờ nữa. Nhưng mà thưa sư, nhưng nhiều khi mình cũng cần cái đầu óc mình relax, mình không nghĩ gì hết trơn, empty, thế là mình đâu bị chạnh nhẹ, không? Mình biết, nhưng mà không có thể làm không nghĩ gì hết á. Chứ mà cái tâm nó căng mình nó không tìm cái cảnh. Lúc nào cũng phải có cảnh để bắt. Nó không bắt cảnh xấu thì bắt cảnh tốt, mình bắt cảnh tốt rồi thì không bắt cảnh xấu. Phải nhớ là mình đầu tiên phải hiểu cái điều đó. Cái họ nói tôi thành thiền để tập tâm trống không, ai mà dạy cho mình tâm trống không là người ta không hiểu về diệu pháp, không hiểu về diệu pháp, thế như là không hiểu cái pháp Phật, không thể lúc nào để tâm trống được. Tâm là bắt cảnh, nó phải bắt tâm tĩnh lặng, có nghĩa là
là tâm trống không, không lặng, không phải à, không. Tâm thể lặng là tâm không lay động, không lay động là không trống không, không có cái gì sao. Cái tâm lúc nào nó biết mà, nó phải bất lộ, nó biết chứ này kia nghe không thấy để nghe chỉ cái nào mà muốn biết thiền cái này thiền nghe thiền nó suy nghĩ nó làm tất cả mọi chuyện, nó mà không có gì là chết á. Nói khi nào nhập thiền định á, nhập thiền diệt thọ tỉnh định thì không có. Lúc xưa nghe nói là thiền một hồi nó sanh ra ỷ lạc. Nếu vậy thì cái người nào mà lúc luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy ỷ lạc thì không phải là người thiền không? Nó cái đó nó khác không? Hỷ lạc là hỷ lạc trong thiền mà khác. Còn hỷ lạc mà vui vẻ. Là nó khác. Khi hỷ thì là trong thiền là hỷ là vui. Không? Khi mình thấy cái cảnh mà mình ơi là thích. Mà cái cảnh yêu thích đó là cái thiền mới được. Trong thiền mà nó mình diệt cái phiền não. Mà vui trong khi làm điều ác. Thì nó đâu phải đâu thiền. Tôi chuẩn bị làm á, có đấy. Mình nói một câu cho người ta đông đó, mình nói vui, nói cái đó, nói à, cái không cũng giống như vậy. Yeah. Mình thấy có nhiều khi đó phải không? Mà mình tại sao bây giờ có nhiều khi có cái trận lục cái trận gì á, bảo là mình chết một lần nhiều người đó. Nhiều như chẳng hạn như bây giờ. Mình thấy một thằng nó làm điều ác rồi nó bị tôi giết chết, khi mình mừng mình cười, mà hãy có 1000 người mà mừng cái đó thì 1000 người sẽ có kiếp nào đó thì cùng chết với nhau, không nghiệp đơn cả. Thành ra cái mà mấy cái vụ mà cái miệng cái băm gì mà bị treo cổ rồi hả, nhiều người mà coi trong trong Saddam Hussein hả? Saddam Hussein. Mà khi đó người mà vui với cái đó nè, là cũng mình bị tội đó. Tội. Mình thấy thằng ác mình giết mình là cũng tội. Là mình vui với sự chết phải không? Chết là cái gì mà? Hoặc là mình đứng mình coi cô gái nè. Mình qua cô gái mà thấy cái câu được không? Sâu xé cái ông Saddam Hussein nó cũng thấy tội nghiệp. Chết nhưng mà khi mà thấy Bin Laden nó bị chết đó thì mình phải mừng chứ sao? Bin Laden á hồi đó bị cái nhóm mừng chi cho mẹ thì biết, mình biết là mình biết là mình biết là chết thật được rồi. Nhưng tâm xã tạo cái tâm ăn á, lúc nói chung là mình có cái cảm giác ác. Bây giờ hỏi là bây giờ nếu ông đó mình đưa tới trước nói là ông làm ác ông này giết thì ngài có chịu giết không? Không, mình không giết. Nhưng mà con nghĩ cái hồi mà ông Obama kế toán của ông mà giết được Bin Laden ấy, thì cả nước Mỹ họ đều mừng chứ. Đó là tục đế. Nhưng có Phật có mừng không? Nhưng mà Lâm Thánh không có mừng không? Dạ. Đó là ngoài trời. Đúng. Thì mình cứ để tâm yên là mình mừng chi? Dạ. Nhưng mà chưa được thì mình cứ mừng cái đặc quyền của mình. Dạ. Mình chưa được, nhưng mà có những khi, những lúc khác thì mình sẽ không mừng. Đúng lâu rồi biết. Mình cứ càng ngày mình tu thì nó bớt lần bớt lần lần nó nghe dính cái gọi là chuyện gì vậy? Thì mình thấy cái tháng trộn như vậy là bị chết mình thấy tội nghiệp chứ. Đúng rồi, mình thấy là năm thì mình thấy cũng xót xa. Cánh trộn là chuyện nhỏ nhưng mà Bin Laden là chuyện lớn, tại vì nó rất là nhiều người mà kết thúc nó tàn sát nhân loại, nó khủng bố đủ thứ hết. Thì chuyện đời là good, là tốt. Nhưng mà nếu mình xét đó là con xét về đời. Nhưng mà nếu mình đang là Bin Laden nghiệp thì mình thấy thế nào? Thì dĩ nhiên là buồn rồi. Mà nó chắc mình tối nó bắt mẹ. Nhưng mà mình nghĩ định nghĩa là mẹ của nó đâu. Thì bây giờ cái Phật đó là không có tâm mà đó có là tất cả. Qua tất cả chúng sanh là con mình đó. Cái đó là Phật dạy mà thì xấu. Cái đó cũng được, đúng rồi. Mình thì nói đúng, mình nói đúng. Nó tôi có phải là mẹ của nó đâu. Cũng như có ông
Có người nào mà có cha mẹ chết rồi đó kìa, ông khuya mới đừng có khóc, chi khóc đâu có lẽ gì, phải không? Bữa sau mẹ ông chết còn khóc quá trời. Người ta hỏi nó tại sao mà tôi mẹ tôi chết rồi chứ khuyên tôi là đừng có khóc, mà sao mà bây giờ mẹ sẽ chết sẽ khóc vậy vậy, mất đây là mẹ tôi. Bởi vậy ở đời có cái chuyện vui của người này là chuyện buồn của người kia, mình đâu có thể đại diện tất cả mọi người được. Ví dụ mà mất tiền phải không, làm buồn đó. Mấy người nó lượm được tiền vui lắm chứ. Thì bây giờ mình lỡ mất thôi, mình nghĩ đi cho mình phá. Mình nói, một con người nào cũng lượm được tiền nó vui lắm này. Tận bám vui như người nào đó nha. Thôi đừng nói cũng được. Cái số có cái tốt ở trong thân. Cũng như ở đây thì sư thấy không đề bản trên cái chỗ mà cái xe xe nó có đề đó. Nó số tiền bị phạt của bạn đó, mà nó tiền đó, thì tiền đó được dùng làm gì theo. Trong nó thấy chia ra bao nhiêu phần trăm giúp cái này bao nhiêu phần trăm giúp kia, người ta tiếng là đóng tiền thì thấy người ta mắc ruột. Không, còn những suy nghĩ mình phải đóng thuế chứ, CT hay gì chứ, thôi kệ, mình phải đóng thuế chứ, đóng phạt chứ không lẽ mình tỷ tiêu đâu, người ta tiêu. Cho đây là có một cái cuộc biểu tình mà nhiều người thấy là lạ nhất là trên thế giới đó. Có một số cái ông đó khoảng tiền đó 1-500 ông á, ông giàu lắm, ông nói yêu cầu đánh thuế tôi nhiều chút xíu, đánh thuế tôi ít quá. Đấy là cứ có đời người chứ không bị. Cái này cũng làm gương tốt cho người khác. Phần nhiều là người ta kêu tiền không muốn đóng thuế đâu. Tốt thấy thôi. Càng giàu càng kêu tiền. Không tùy chứ. Chứ ông là Bill Gates là người Buffett thì còn chỉ có ông. Mấy người đó có phước biết sao họ giàu được đó. Ông như là ông mà Steve Jobs, ông mà thế ông đâu ra thấy ông nghe, ông bố thí gì đâu. Ông có thể bố thí ạ, ai sống bố thí ạ. Không nghe nói, trong khi cái ông mà, bây giờ là ông thứ hai đó, ông là để hết tài sản của ông mà, ông chết rồi mà ông cũng dùng quỹ cho ông sợ, ông thấy gì đó. Để hết tài sản của ông, Timothy dùng gì thôi. Thành nó tùy theo. Nhưng mà mình đừng có chê người này đó. Ví dụ chẳng hạn mình cúng dường phải không? Ví dụ như mình cúng dường mà mình chê người khác, mình nói tại sao tôi nghèo mà tôi cúng gì đó, nếu mà tôi giàu nhân kia tôi cúng nhiều lắm. Thì như vậy đó, mình cũng cúng dường, sau này mình cũng cúng giao, nhưng mà để cái nghiệp á, là bị năm cái nạn. Thứ nhất á, là bị cháy nhà. Giàu chứ rồi tới nhà. Thứ hai là nước lụt trôi của cải. Thứ ba bị ăn trộm cướp hoặc là bị chính phủ tịch thu. Nếu bốn cái nạn đó là thứ nhất là nhà cháy hai, nước lụt là hai, ba trộm cướp là ba, thứ tư chính phủ tịch thu là bốn, đông có đó bốn nạn đó. Thì thứ năm là con cái tiêu hết trận tiền, không phá không phát tiền. Làm gì mà bị bốn cái đó, tôi chê người ta đó, ta khen mình mà chê người. Không, nhưng mà ví dụ mình nói mình thấy ông này giàu, mình bạn mình giàu quá, mình nói mình cố gắng mình xin tiền hay là mình để mình giúp người này người kia, mọi người là không bao giờ cho, thì mình thấy tội nghiệp cho người ta thì được rồi, thầy mình thấy tội quá, sao người ta giờ mình giàu quá mà mình tăng biết bao giờ, mà nếu mình thì sao lần lần là mạnh nữa, sao mình mạnh đâu nữa. À, thì có người cho, không cho, tụi mình chê. Mình xả. Ờ, xả đại, mình xả. Nếu mình nói xấu người ta thì mình bị ra sư. Ổn xấu là gì đấy. Nếu mà mình nói xấu người ta là mình bị băng cái nặng đó. Băng cái nặng đó. Mình nói xấu là mình. Thế là mình vẫn giàu mình chưa, chứ không phải là không giàu. Khen mình. Vẫn giàu, nhưng mà bị năm cái nặng đó. Nhưng mà lỡ bị năm nặng đó, mình nói thật kệ. Thôi kệ không được, ít nhất mình cũng còn, chứ đâu có mất đâu mà. Ủa không có. Cũng có xài đó. Đó, mình có xài chứ. Là cái gì vậy? Mình cứ nghĩ cái nghiệp của mình, phải không? Cố gắng mình làm cái thiện. Thế đó là ví dụ. Cho nên mình chỉ nên khen, không nên chê ai. Đúng rồi. Khen phải lựa cái gì họ có thiệt mới khen. Đừng khen nhận. Mình có những người đó có nhiều cái điểm mà đáng khen lắm.
Thì bởi vậy cho nên là cứ khen những điểm tốt rồi đây thì là họ sẽ cố gắng mà bỏ những điểm xấu rồi. Còn nếu mình che ai là ngày mai mình lại phạm cái lỗi như vậy. Là mình che đó, khi mình tâm mình che đó, tâm mình nó cũng xong hết chứ. Nó làm cái bực mình nó xấu. Thành ra ông lão tử đó, nói cái chỗ cái bát quái đó, người này có không? Không, chắc không có. Không có đó, nó có hai cái, một cái một bên là đen, một bên trắng đó. Trong cái đen nó có chấm trắng, trong cái trắng nó chấm chấm đen. Dương, dương, có dương. Tự nhiên một điểm đốm lửa nhỏ, nếu mình biết cách đó, mình có thể gây đốm lửa nó lên, nó cháy cả khu rừng luôn. Thì mình cũng nâng cái tốt rồi. Thì cũng có một cái ông kia, ổng là dữ dằn lắm, dữ dằn. Một cho nên bị nhốt tù rồi, nhốt tù chung với người Tâm được. Nó đánh với người ta, mà nhốt cho tù riêng. Nhưng nhốt tù riêng ở một hôm nọ đó, có con chim sẻ bay vào, nó thằng nó ác lắm. Chụp con chim sẻ, nó bóp cho chết đó mà. Mình đấm con nó bóp, thì nó nghĩ lại. Thôi, mà ở đây có mình buồn, thôi mình nuôi chim sẻ nó cho vui. Nó xin nha, mình sẽ nha để cho nó cột con chim sẻ lại, nó cho chim sẻ ăn. Bắt đầu thì khi mà nuôi chim sẻ nó, thì nhắn hiền ra. Tại lúc này không có gì để thương, không có thương chim sẻ. Tại vì đó là cái điểm mà điểm thiện của nó chút xíu đó, không được khơi dậy. Thành người nào khôn đó khơi dậy những cái điểm tốt của người khác. Ở Mỹ này cũng khôn lắm mà, ví dụ chẳng hạn cũng biết rồi phải không, không đi học cũng thấy phải không. Có nhiều đứa dở hết đứa dở, một bữa tốt là cho vẫn bằng khen này hả? Hay cho mình khen ở đây này, cho mình khen rồi đó, ví dụ chẳng hạn như mấy cái bài Hồng Quốc hả, nhiều khi ra 100 câu mà được 1-2 câu đúng nó đề từ gớt từ to. Excellent thì to, à, có mấy câu kiểu quẹt nó nhỏ nhỏ thôi. Cái nó cần excellent là phải perfect, 100%. Không, có nhiều khi mà cho từ câu 1 á, nhận được không đâu. Còn nếu mà chưa làm như vậy được thì bây giờ là cái kết này vậy. Mình cứ nhớ là khi nhỏ phải không, mình ai được ai khen cái gì mà cái thành ra mấy cái xấu khác mình cố gắng mình làm, sợ ta biết. Đó. Thì mình biết nâng cái nó lên. Cho nên người không này vậy đó. Cho nên con nít cũng nên cho nó nuôi súc vật để nó có tình thương đó. Thì cũng có nhiều cách. Nhưng mà cũng có một cái cô kia có vì thương con cháu đó. Cô đi tu đó. Cái cô đi tu được. Thì chú nói tu sao tôi đang cho cháu ai nó con cho ông cháu con thì phải có người mà hứa phải nuôi cho nó đặc vật không cho rồi con đi kiếm ra cái con bỏ tu bây giờ già nó tu được nữa đâu. Con chó mà đi nghe chó chết khóc quá trời. Ở đây người ta không chọn lúc thì giờ Đức Phật ta có cho nuôi súc vật đâu, thì tu được để nuôi mình luyến ái nhiều khó tu. Chúng có ông kia ông đi ra một thiền, thì ngài vẫn đi ra thấy một thiền được. Sao ông cái giống gì có gì lo lắng. Thế rồi ngài hỏi ông, ở chùa ông có nuôi mèo nuôi chó gì không? Ông nói dạ có. Thế nên nuôi gì nó còn nuôi mấy con mèo. Rồi ngài hỏi mấy con mèo nó sao mà ông nhớ đó. Rồi nó có mấy con mèo dễ thương đó. Ông kể ra tính tình của từng con mèo một đó. Là khi ngài nói thôi, việc ngài thiền đi. Như vậy gửi cho ai nếu còn thích mẹ nó gửi cho người nuôi cho đồng bào. Hai là đem đi cho này là phải đem tiền, không có tiền nó bị dính mắt để khó đem tiền cứ lo cho mẹ rồi bị dính mắt cho không nó bớt dính mắt không dính cái gì là nó khổ đó. Nhưng mà dù mình thương thức vật thể con vật rồi nè, không ai nuôi, không bên mình sẽ việc nếu mà không ai nhận nuôi thì mình nhận nuôi con vật đó là mình cứu nó thì bây giờ nếu mà cô nhận nuôi đây nhiều lắm á, nên mình nhận ít đâu. Nếu mà cô tới cái chỗ mà sao xuất vật mà coi con nhận nuôi được không?
Cái nhiều khi có những chuyện bởi vì cho nên người ta ở trên thế gian này nhiều khổ lắm. Mình muốn giúp đỡ thì mình ra cứu vớt người ta, mình cứu vớt không có được. Cái đó cũng là cái khổ mà. Nhưng mình nghe tiếng Đức Phật nói là mình đang có thể làm được trong khả năng mình bao nhiêu thì làm thôi. Chúng sanh nó có ứng nghiệp. Đức Phật á, ngày dạy là phải đừng có giai cấp. Ngày khuyên mấy vua, ngày khuyên người này kia vậy, không có nên có giai cấp. Nhưng mà Đức Phật nói đâu có ai nghe. Thành ra Đức Phật chỉ áp dụng mà không có giai cấp trong cái giáo hội của Ngài thôi. Người nào mà vào tu trong giáo hội của Ngài thì phải bỏ giai cấp. Nhưng mà xã hội Ngài khuyên thôi, họ làm được không nói chuyện vào. Ngài rất muốn như vậy, không được. Bởi vì thế gian nên nó phải có sự tin lệ. Nếu mà không có giai cấp thì nó là phải bỏ đời thì tự nhiên không có giai cấp. Thầy có những cõi khác. Nhưng mà cái giai cấp bên Ấn Độ nó quá hà khắc. Tại vì mình không thể nào đổi từ giai cấp sang giai cấp khác được như là bên Âu Châu hay là bên các nước khác. Hay Việt Nam mình nha, một người nào mà ở giai cấp thấp mà học cái giỏi này. Nhưng mà Tây Phương ngày xưa không được đâu. Mình học giỏi mấy mà mình không thuộc cái giai cấp quý tộc á. Cái giai cấp mình giàu nha, cũng được đấy. Nam là trạng nguyên là được lấy công chúa này. Dạ công chúa đi chứ. Việt Nam mình có nghiệp tốt. Có nhiều người là không thích làm trạng nguyên, nhiều khi công chúa xấu quá đó. Hai người yêu sẵn ở nhà rồi. Mà cái đấy có người mà làm cái lương đó nó là thường thường đó là có một cô vợ mà nghèo nghèo nàn xấu xí, nhưng mà đến khi làm trạng nguyên rồi cả cho công chúa đẹp rồi nữa cũng không mừng. Nhưng mà có khi nào để cho công chúa mà thanh nga đóng đâu, mà vợ mấy ông kia là thanh nga đóng thanh nga đóng rồi đẹp chứ đâu phải xấu đâu à. À, đóng qua đóng qua phải không? Đóng đóng nghèo đấy. Phải đóng bên nghèo mà nghèo xấu mà. Được chưa? Nghèo mà xấu thì chắc không đâu cho ăn. Không có chuyện nói, không có chuyện nói. Chuyện có thể là ít người coi. Thật kỳ nhiên mình cũng phải nghĩ tới kinh nghiệp đó thầy. Phải có nghiệp. Mình đỡ có đau khổ hơn à. Cũng như kỳ tức là kỳ một cô Dana đó có chết đó, cô đó thì khi đó là nó nằm trong quá trình của sư thì thấy này mấy cái cô kia cũng nói là bây giờ mình này, cầu nguyện cho cô. Chứ nói khi đó là bây giờ tại sao cầu nguyện cho cô mà không có cầu nguyện cho với thì nó có ở bên cái vùng mà mình mình chết đó bây giờ là cô sơ ba vậy đó, nó là tại sao cầu người nó chỉ cầu cho cô này, tại vì nó cho cái cô này cũng đẹp quá, còn dễ thương quá mà còn thế, nó biết bao nhiêu người xấu mà còn bị chết, tại sao thương? Có vậy hả? Họ đã xấu rồi mà còn bị chết, để con cô nó còn sướng còn chết, mà cái thương người đẹp chết mà người thương được, còn người xấu chết không có thương. Nhưng mà cái tâm lý là nó vậy đó, nó là ví dụ có hai đứa bé đi vô nhà thương cùng bị thương giống nhau, một cái đứa mà thiệt là đẹp á thì nhiều người tới sân sau, còn nó xấu đó ít người phân biệt. Chắc bây giờ cổ cũng đầu thai thành con cháu của hết rồi, thì những cái đứa bé sau cũng đặt tên cổ đó thì cổ cũng phải quay trở lại phía nhà quay. Mà thiệt ra tính ra cỏ thì cũng có đâu có đạo đức gì bao nhiêu đâu. Không, bố của phụ người thì ngoại tình nhiều lắm. Sao mà không mà con rể không có con rồi được nhau. Không, đó là mình nói chuyện. Thì cũng có như thế này. Nghiệp của cô. Nghiệp. Hết giờ. Thế sự tới giờ là mình thấy giờ. Dạ, 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 69 cầu các đấng thiên thiên
trong vòng tình xa duyên hàng ngày. Những nơi đều khác xưa nay, những nơi biệt thấp nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hàm già xa, tỳ cưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, tiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không thường, đoạn thai cấp hóa uy nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, tặng mà giúp cổ truyền quanh đoạ này, cầu cho hương thành lâu dài, pháp thiền tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích đếp mau kịp kỳ, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tương hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm lấy, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ vào nơi tam chân này vị lai. Xin chưa nhắc lại bữa nay đó ha, sẽ có nhắc cái điểm mấy chuyện. Thứ nhất á, khi mình chăm chú vào cái đẹp chính của mình ha, thì những đẹp khổ hiện ra mình bỏ qua đây, đừng có quên. Khi nào mà đẹp khổ mà hết sức mạnh á, chiếm đẹp chính, thì khi đó mình chú ý lên, mình chú ý một lát rồi mình cũng trở về là đẹp chính mới là. Cảm ơn sư. Cái thứ hai đó là phải chánh niệm, đi liền với tỉnh giác. Tỉnh giác trong mọi lúc, cái chánh niệm đó nó đi liền tỉnh giác, nó đi liền với cái gì? Tinh cần là chỉ là tinh cần, tức là cái chánh niệm đà này và tinh tấn này, tinh tấn và thiền. Bây giờ cái phiền não chứ không phải là chánh niệm giống như là thằng cầu ha, chăm chú và làm việc ác đi kèm theo cái gì nữa, phải có tỉnh giác. Tỉnh giác chia làm mấy? Bốn. Nói cho đường phải nhớ nhé. Thứ nhất là phải gì? Điều tốt là làm. Thứ hai là đúng thời đúng lúc. Thứ ba nằm trong năng lực của mình. Thứ tư mà làm với trí tuệ, phải không? Cảm ơn sư. Cái thiền với cái thái độ của mình là không có được làm gì đạo diễn, không làm khán giả, làm gì máy quay phim giỏi quá vậy đó. Nhớ vậy đây là tóm gọn lại. Cảm ơn sư.